Ngày 8 tháng 7, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong về việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị, nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao việc tổ chức công tác quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện kịp thời và đúng kế hoạch. Cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu của nghị quyết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó đáng chú ý là việc Huyện ủy Cao Phong đã xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm giai đoạn 2020-2025 tăng 10%, thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 ước đạt 66 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3% một năm. Để đạt các chỉ tiêu đề ra, Huyện ủy Cao Phong đã cụ thể hóa bằng 13 chương trình, mỗi chương trình đều có các mục tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ giải pháp. 6 tháng năm 2021, huyện Cao Phong đã thực hiện tốt mục tiêu kép phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh. Kết quả kinh tế xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả khá, thu nhập bình quân hiện đạt 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8%. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở 3 đột phá chiến lược được nêu trong nghị quyết của Trung ương của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong cần thể chế hóa trên cơ sở điều kiện thực tế địa phương mình. Mỗi huyện có một cái thế mạnh khác nhau, bộ máy thì giống nhau đúng không, có đảng chính quyền đoàn thể rồi các cái phòng ban giống hệt, nhưng mà lãnh đạo huyện mình phải biết là cái thực tế của mình có cái gì để mình phát huy cái đó mới là cái điều mà hướng tới của lãnh đạo, mà trong các cái văn kiện của huyện thì cũng phải thể hiện được cái tầm như thế. Thế thì đấy là cái đánh giá chung về cái nội dung kiểm tra đấy. Chúng tôi xin đánh giá như thế, cái được cái chưa được và cũng đề nghị như thế. Thế thì từ những cái nội dung như thế thì chúng tôi đề nghị là các thành viên trong đoàn có ý kiến rồi, đề nghị huyện đồng chí tiếp thu, thì tiếp thu được thì đồng chí sẽ tiếp thu đồng ý một, kể cả chương trình hành động, kể cả có nhầm lẫn gì đó, vâng, tài liệu từ huyện đến xã, số má cũng có thể là hay là cái cũ nó thay thế cái trước. Đấy. Rất nhiều vấn đề các ông chí nêu ra, tôi đề nghị các ông chí tiếp thu để hoàn chỉnh lại. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo, Cao Phong là vùng nông nghiệp trọng điểm cam của tỉnh, cần được nâng cao về giá trị thương hiệu. Quan trọng là công tác quản lý quy hoạch của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, huyện Cao Phong cũng cần lưu ý về việc thay đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương và có đánh giá thực tiễn. Trong công tác quy hoạch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh. Vấn đề quy hoạch tỉnh nên đây đang làm quy hoạch, cho nên là có cái tham gia của cấp huyện và tham gia vào đó, chứ còn tư vấn là người là gói ghém thôi, người định hướng thôi, họ cũng đi khảo sát, quan sát thực tiễn các nơi, nhưng mà cái quy hoạch của chúng ta cơ mà, đúng không? Ta hiểu ta hơn mà, đúng không? Ta có đất, ta có con người như thế, ta có công cụ như thế, ta hiểu hết để tham gia vào cái công chí đi sâu vào quy hoạch sử đất ấy, nó đảm bảo được cái phát triển kinh tế xã hội. Đấy, bây giờ một cái thị trấn này chúng ta phải tưởng tượng nó là năm 2030, năm 2050 nó như thế nào. Bây giờ phải tưởng tượng từ chỗ đó rồi, phải làm trước những cái gì người ta chưa làm. Cái quy hoạch sử đất tôi đề nghị công chí là hoàn chỉnh lại để trình. Đúng không nào? Huyện Cao Phong cần quy hoạch đầu tư mở rộng thị trấn Cao Phong đảm bảo có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, phòng chống lũ bão trên địa bàn.